khoan khoan, xí đi xí đi xí đi, trời đất ơi. Anh ơi, đang ngủ trưa. Anh gọi vậy là em xuất về không kịp anh ơi. Gì vậy? Chứ xuất cái gì? Vụ gì? Thấy gì không? Cái quần. Biết cả cái quần rồi, quần gì? Quần jean. Của ai? Của anh ba. Ai giặt cái quần này? Thì em. Giặt sao bây giờ để nguyên vết vậy nè? Cái gì? Nè, chất nhách này nè, bay màu rồi. Trời ơi trời, cái quần ta mua mất tiền vậy, nó xanh đều đẹp vậy, thà nó quá đều hai bên đi, tự nhiên giờ chắc nhách nguyên lỗ vậy nè. Ủa đâu phải tại em đâu, tại em gì nữa, em giặt bằng tay đúng không? Thì đúng rồi. Thì nói trời, cố giờ bay màu rồi nè, đợi cái quần đi. Trời đất ơi, người ta giặt kỹ bây giờ nói vậy hả? Mới mua mặt thì cố là mua. Ủa em ta tự giặt đi, mất gì kêu em giặt gì em vậy? Không á, giặt không đi gì vậy, vậy ai coi nè vậy vụ gì giặt cứ bây giờ nó nguyên lỗ chẳng hiểu rồi. Quát kiểu này đẹp mà. Nhưng mà không có đều, tự nhiên không mà đừng quạt cái lồng nguyên cái lỗ như bên sao, kỳ lắm luôn. Ờ ha. Ủa giờ lại này giặt hư á hả? Hư mất tiêu rồi, trời, quần mất tiền, quần 120 ngàn rồi. Làm mắc chưa? Cái quần có 120 mà mày la làng lên vậy đó hả? Ba ủa cái quần cái mới mua con lần. Trời đất ơi. Đợi đi. Hay không? Em có lòng tốt mà giặt quần giùm không cảm ơn nó thì thôi đi. Ờ. Lớn tiếng. Thì cái nào ra đó, mấy lần trước rồi cảm ơn. Còn lần này xin lỗi đi. Không. Tự nhiên vì 120 ngàn mà anh la em dữ vậy, là do anh xui chứ mấy do em. Ba tiên cái quần. Không, này em phải xin lỗi nó thiệt. Xin lỗi. Ủa hai, ủa ngày hai đó nè, hai mới bên em mà. Thì bên, nhưng mà bên có chuyện có chỗ thôi, cái này bên không được. Mình là gái lứa hiểu không, mình làm gì cũng phải cẩn thận, phải tỉ mỉ đó, đó tại em tỉ mỉ với cái quần của ổng á, cái nửa tiếng đồng hồ giặt đúng cái quần đó thôi đó. Trời ơi, giặt quần jean đó là phải có cái mẹo, phải giặt từng phần một hiểu không? Khoan từng tiền. Ủa, quần jean chứ sao bị liệt đâu mà toàn phần với từng phần? Bởi vì mày không biết gì trơn trọi á. Phần là sao? Giặt từng phần nó làm chia cái quần ra làm ba, hiểu không? Chia làm ba. À, chia làm ba. Ví dụ như mình nhúng cái phần đầu tiên là từ mắt cá tới đầu gối, đó, là mình phải nhúng phần đó mình giặt trước. Ha, tại vì ở ngoài đi bụi đường nó dơ, nó hay bám vô mấy cái lai quần, đó là mình phải giặt trước. Rồi xong sau đó mình phải giặt từ cái đầu gối lên tới trên hông. Hông? Đâu? Hông là hết cái quần rồi. Đâu, chưa còn công đoạn nữa. Ủa vậy hả? Giặt là phải giặt bề trái, phải lộn bề trái ra. Nghe chưa? Hiểu không? Chứ không có ai mà đi giặt cái bề mặt này là nó sẽ dễ bay màu. Đúng rồi. Lần sau ai giặt giùm em nha. Không có đâu, mày quên đi. Đúng rồi, lần sau anh ba tự giặt đi. Biết rồi đó, giờ biết cái mẹo cho hai chỉ rồi đó, tự giặt luôn đi. Tự giặt.